giá vàng SJC trong nước sáng ngày 29 tháng 5 tiếp tục giữ đà tăng, lên sát 91 triệu đồng một lượng dù giá vàng thế giới điều chỉnh giảm nhẹ. Vào khoảng 8 giờ 45 phút, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty SJC giao dịch vàng ở mức 88,9 triệu đồng một lượng mua vào và 90,9 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với cuối giờ chiều hôm trước. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty BNG niêm yết giá vàng ở mức 88,9 triệu đồng một lượng mua vào và 90,5 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán. Giá vàng những 4 số 9 sáng nay cũng tăng nhẹ. Công ty SJC niêm yết ở mức 75 triệu đồng một lượng mua vào và 76,6 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 50.000 đồng cả hai chiều mua và bán. Tiệm vàng Mi Hồng cũng tăng 100.000 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 74,1 triệu đồng một lượng mua vào và 75,3 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng ngày 29 tháng 5 giờ Việt Nam ở mức 2.356,1 đô la Mỹ một ounce, giảm 4 đô la Mỹ so với giá chốt phiên tại New York đêm hôm trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,3 triệu đồng một lượng, thấp hơn vàng SJC 18,6 triệu đồng một lượng và thấp hơn vàng những 4 số 9 khoảng 4,8 triệu đồng một lượng. Thị trường vàng thế giới đang dồn chú ý vào chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ, PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sẽ được công bố vào thứ 6 này. Các chuyên gia nhận định, sự chưa rõ ràng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khiến vàng không thể cất cánh và những diễn biến trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu. Tuy nhiên, nhiều đánh giá vẫn duy trì sự lạc quan về vàng. Ngân hàng Julius Baer mới đây đã nâng mục tiêu giá vàng 3 và 12 tháng lên lần lượt là 2.450 đô la Mỹ và 2.550 đô la Mỹ một ounce trong bối cảnh ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng và nhu cầu từ các nhà đầu tư và người tiêu dùng ở châu Á. Ngày 28 tháng 5, Bộ Tài chính thông tin sơ bộ về việc bồi thường bảo hiểm cho các nạn nhân trong vụ cháy ở phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra vào rạng sáng 24 tháng 5. Cụ thể, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 28 tháng 5, đã có 31 trên 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19 trên 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy tại phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong đó, có 4 doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người, 6 trường hợp tử vong trong vụ cháy nêu trên, với số tiền chi trả bảo hiểm ước là 2,72 tỷ đồng. Khối công ty bảo hiểm nhân thọ có 2 công ty có khách hàng là nạn nhân trong vụ cháy. Trong đó, một công ty có 2 trường hợp khách hàng tử vong với số tiền chi trả bảo hiểm cho mỗi người 1 tỷ đồng. Công ty còn lại cũng đã rà soát danh sách khách hàng và đang hoàn tất thủ tục bồi thường cho một trường hợp tử vong trong vụ cháy, ước số tiền chi trả là 500 triệu đồng. Khối bảo hiểm phi nhân thọ có 3 trường hợp khách hàng tử vong với số tiền chi trả bảo hiểm ước là 220 triệu đồng. Trong đó, một công ty có 1 trường hợp khách hàng tử vong, ước chi trả 20 triệu đồng. Một công ty có 2 trường hợp khách hàng tử vong, ước chi trả 200 triệu đồng, gồm một trường hợp là sinh viên với mức trách nhiệm 20 triệu đồng, một trường hợp với mức trách nhiệm 180 triệu đồng. Hiện công ty này đang hoàn tất thủ tục và trao đổi với gia đình nạn nhân để hẹn thời gian chi trả trực tiếp. Các doanh nghiệp bảo hiểm khác vẫn tiếp tục chủ động rà soát thông tin khách hàng và sẽ thực hiện ngay các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nếu có. Trước đó, ngay sau khi có thông tin xảy ra vụ cháy, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có công văn số 649 trên QLBHPNT gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để xác định thiệt hại về người, tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Đồng thời, Cục đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Sáng ngày 29 tháng 5, ông Hoàng Danh Truyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết,
huyện đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành làm rõ nguyên nhân hàng chục công nhân phải nhập viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 5 tại công ty trách nhiệm hữu hạn MLB Tannery, đóng tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Sau khi dùng bữa trưa tại bếp ăn của công ty khoảng 30 phút, 73 công nhân có các biểu hiện như đau đầu, tê tay, nôn mửa, đau bụng, phát ban đỏ. Những công nhân này đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành điều trị. Đến tối cùng ngày, đa phần công nhân có sức khỏe ổn định và được cho về nhà. Một số nữ công nhân đang mang thai và sức khỏe yếu ở lại theo dõi. Dự kiến trong sáng ngày 29 tháng 5 các công nhân còn lại cũng sẽ được xuất viện. Qua kiểm tra bước đầu, bữa ăn của công nhân do doanh nghiệp tư nhân Mạc Anh Hà ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành cung cấp. Bữa ăn bao gồm cá bạc má chiên, mướp xào giá, trứng luộc, canh rau, xoài tráng miệng. Ông Nguyễn Văn Vũ, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bến Tre và công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu thống nhất phương án cấm xe từ 3 trục, xe có 3 dàn lốp trở lên, lưu thông qua cầu Rạch Miễu trong một số khung giờ cao điểm từ ngày 10 tháng 6. Theo đó, cấm xe tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu từ hướng tỉnh Tiền Giang đi tỉnh Bến Tre trong 2 khung giờ là từ 9 đến 11 giờ và từ 15 đến 19 giờ. Cấm xe tải từ 3 trục trở lên lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng từ tỉnh Bến Tre đi tỉnh Tiền Giang trong khung giờ từ 15 đến 19 giờ hàng ngày. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu đang triển khai lắp đặt hệ thống biển báo phân luồng tại các vị trí đã được Ban An toàn Giao thông các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre thống nhất. Ngành chức năng đang tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại trạm thu phí và thông báo rộng rãi trong nhân dân, doanh nghiệp, chủ phương tiện. Công trình cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài 8.331m, trong đó cầu dây văng dài 504m, phần cầu dẫn dài 2.374m, phần đường và nút giao thông dài 5.372m, có tổng vốn đầu tư 1.400 tỷ đồng. Cầu Rạch Miễu đang có khoảng 20.000 xe qua cầu, ngày lễ, Tết lên đến khoảng 25.000 xe, vượt gấp 3 lần thiết kế cho phép của công trình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 459 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Lê Duy Thành. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 5 năm 2024. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của các bị can, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can. Trong đó, có bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp, xem xét, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật ông Lê Duy Thành. Ngày 9 tháng 4 năm 2024, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng với ông Lê Duy Thành, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. Theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 3 tháng 6, thay vì đấu thầu thì Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại là Agribank, BIDV, Vietinbank và Vietcombank với mức giá được dựa theo giá vàng thế giới. Cụ thể, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Quang Dũng cho biết, bắt đầu từ ngày 3 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước theo mức giá do Ngân hàng Nhà nước xác định căn cứ theo giá vàng thế giới. Các ngân hàng này với mạng lưới rộng khắp của mình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với thế giới về mức phù hợp và bền vững. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn thị trường vàng, trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 9 phiên đấu thầu, cung ứng ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,8 tấn vàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới vẫn ở mức cao, khoảng trên 20%. Điều này cho thấy, bên cạnh các yếu tố mang tính thị trường như quan hệ cung, cầu,
không loại trừ khả năng có các hành vi phạm pháp, thao túng, làm giá, gây mất ổn định thị trường vàng. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh lại giải pháp điều hành nhằm bình ổn thị trường kim loại quý này. Thay vì tổ chức đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng đối với các nhà băng, doanh nghiệp và sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Cơ quan chức năng ở tỉnh Lai Châu vừa bắt được một ổ nhóm gồm rất nhiều nam và nữ chuyên đóng các cảnh nóng, khiêu dâm để livestream trên mạng xã hội, có cặp được trả lương 25 triệu đồng một tháng. Cụ thể, hồi 20 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lực lượng đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An, địa chỉ ở tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, bắt quả tang tại phòng 501 có một nhóm nam nữ đang có hành vi khiêu dâm và phát trực tiếp, livestream trên ứng dụng mạng xã hội QQ Live. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng tham gia ổ nhóm khiêu dâm gồm Giàng AB, sinh năm 2007 và Sùng Thị M, sinh năm 2010, đang mang thai, cùng trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường, Lý A Ca, sinh năm 2007, hộ khẩu thường trú tại Bản Hồ Bên, xã Tả Lèn, huyện Tam Đường, Sùng Thị LH, sinh năm 2010, hộ khẩu thường trú xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Năm đối tượng khác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện hành vi khiêu dâm, tổ chức livestream, gồm Chen Di Ông, Trần Quýnh, sinh năm 1996, Li Di Quen, Lý Gia Văn, sinh năm 2002, Li Ti An Quen, Lý Thiên Văn, sinh năm 1997 cùng trú tại khu Điện Bái, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Hoàng Giang Di An, Hoàng Trung Kiện, sinh năm 1999, thường trú tại đường Bảo Quang, thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Kiện là người phiên dịch, Lê Hoài Bảo Trung, sinh năm 1996, trú tại thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhóm này cùng chỉ đạo phát trực tiếp những cảnh nóng lên nền tảng mạng xã hội. Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ nhiều điện thoại di động, bộ dụng cụ livestream, mặt nạ, dương vật giả, gel bôi trơn, khẩu trang, bao cao su. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Vấn, sinh năm 1994, là quản lý của khách sạn Bảo An, hộ khẩu tại thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về hành vi tổ chức truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Bước đầu các đối tượng khai, qua tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng tại ứng dụng QQ Live của Trung Quốc, tháng 5 năm 2024, Nguyễn Hữu Vấn bàn với Đỗ Xuân Phương, sinh năm 1994, ở xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương và rủ Lê Hoài Bảo Trung đến khách sạn này hợp tác làm ăn. Sau đó, Vấn rủ được Tòng Thị Bản, sinh năm 2005, trú tại Bản Ít Chom Trên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, Lai Châu, diễn cảnh khiêu dâm để phát trực tiếp với tiền công 200.000 đồng một giờ. Sau đó, do Bản mang thai nên Vấn giao nhiệm vụ cho đối tượng này làm trang điểm, hỗ trợ khiêu dâm, dọn dẹp phòng. Tiếp đó, Vấn tìm được các đối tượng khác gồm Sùng Thị M và Giàng AB, hai người này đang chung sống như vợ chồng, diễn cảnh khiêu dâm với mức lương thỏa thuận 25 triệu đồng một tháng. Sùng Thị Lan H, Lý A Ca, với mức lương 400.000 đồng một ca, 2 tiếng đồng hồ. Vấn giao cho Trung hướng dẫn những người này cách khiêu dâm, diễn quan hệ tình dục để phát trực tiếp lên mạng. Lần lượt các ngày 24, 25 và 26 tháng 5, Vấn, Trung tổ chức livestream hoạt động đồi trụy và được quản lý ứng dụng trả 1.357.000 đồng qua chuyển khoản. Đến ngày 27 tháng 5, Trung, Vấn rủ được 4 thanh niên người Trung Quốc đến hợp tác tổ chức livestream khiêu dâm với thỏa thuận lợi nhuận chia đôi. 4 đối tượng này đã mang thêm các thiết bị livestream và đạo diễn, hướng dẫn cách khiêu dâm để thu hút được người Trung Quốc vào xem. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Trung cùng 4 đối tượng Trung Quốc bắt đầu cho các đối tượng diễn khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc thì bị Công an tỉnh Lai Châu đột kích, bắt quả tang. Mở rộng chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra thi hành khám xét khẩn cấp đối với Thào Đức Thái, sinh năm 2004, trú tại tổ 23 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu. Tại nhà Thái, có 4 đối tượng nam và nữ khác đang lưu trú, trong đó có đối tượng đang mang thai. Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan như dụng cụ livestream, bao cao su,
điện thoại di động có một số video, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy. Nhóm đối tượng này tiếp tục khai nhận, trong tháng 5 năm 2005, các đối tượng đã tổ chức cho 4 đối tượng nam nữ livestream cảnh quan hệ tình dục nhiều lần trên ứng dụng QQ Live tại phòng ngủ nhà Thái. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng. Hiện vụ việc đang được ban chuyên án công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 29 tháng 5, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, trục vớt thi thể một phụ nữ tử vong dưới hồ chứa nước Y Cua Cấp thuộc địa bàn của xã. Trước đó, khoảng 14 giờ chiều 28 tháng 5, người dân tại khu vực phát hiện một chiếc xe máy, dép, mũ bảo hiểm ở bờ hồ Y Cua Cấp. Thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử cán bộ đến hiện trường phối hợp xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng nghi ngờ nạn nhân tử vong dưới hồ nên tiến hành lặn xuống hồ mà tìm. Đến đêm 28 tháng 5, lực lượng đã trục vớt thi thể người phụ nữ ở dưới hồ nước. Qua xác minh, nạn nhân sau đó được xác định là bà T, 50 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hòa Thắng. Hiện nguyên nhân bà T tử vong dưới hồ nước đang được làm rõ. Ngày 29 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận hồ sơ và đơn kháng cáo của bị cáo Võ Thị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, cựu tiếp viên hàng không. Hạnh bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 3 năm tù về tội môi giới mại dâm. Theo bản án sơ thẩm, tối ngày 9 tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các ban, ngành kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện hành vi mua bán dâm tại đây. Mở rộng điều tra, Công an xác định Võ Thị Mỹ Hạnh, cựu tiếp viên hàng không, là người môi giới. Thời gian làm tiếp viên hàng không, thông qua một số đối tượng không rõ lai lịch trên mạng xã hội, đã giới thiệu Hạnh đi bán dâm với giá 20-30 triệu đồng một lần. Sau đó, Hạnh biết được có nhiều nữ tiếp viên hàng không của nhiều hãng khác đồng ý đi bán dâm, nên khi có người mua dâm, Hạnh giới thiệu để hưởng lợi. Từ khoảng tháng 2 năm 2023, Hạnh bắt đầu thực hiện môi giới cho các nữ tiếp viên quen biết đi bán dâm với giá từ 10-50 triệu đồng một lần. Hạnh cộng thêm tiền môi giới và làm trung gian thông báo cho người mua và bán dâm. Mỗi lần môi giới, Hạnh được hưởng lợi từ 3-7 triệu đồng. Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Hạnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hạnh khai từ tháng 2 năm 2023 đến khi bị bắt đã nhiều lần môi giới cho các tiếp viên hàng không nữ bán dâm, nhưng không nhớ rõ thời gian, địa điểm, giá cả và tên. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Võ Thị Mỹ Hạnh 3 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo chấp hành án và được khấu trừ đi hơn 5 tháng bị cáo đã bị tạm giam trước đó. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 10 triệu đồng, nộp 20 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để tịch thu sung vào ngân sách.